Quang Lê Thanh Bi là cặp đôi gây ồn ào trong showbiz Việt vì chuyện yêu, không chỉ bởi tên tuổi của cả hai mà còn vì những hình ảnh âu yếm gây tranh cãi. Năm 2015 được xem là năm sóng gió của Quang Lê khi anh liên tiếp vướng scandal. Nam ca sĩ hải ngoại thường xuyên về Việt Nam biểu diễn hơn, nhưng cùng với đó anh được nhắc đến với nhiều thị phi. Tháng 10 năm 2015, giọng ca sinh năm 1979 úp mở về chuyện tình cảm với Thanh Bi khi chia sẻ hàng loạt tấm hình ảnh hôn cô gái xinh đẹp này. Quang Lê chưa từng lên tiếng chính thức, thì Hot Girl sinh năm 1993 đã cho hay hai người yêu nhau được một thời gian. Từ đây, Thanh Bi được thường xuyên nhắc đến với biệt danh người yêu Quang Lê. Nếu như Quang Lê có danh tiếng từ trước, thì Thanh Bi lại chỉ lượt nổi tiếng sau khi gắn bó với người tình hơn mình một con giáp. Trước đó, hot girl Thanh Bi ngoài việc làm người mẫu, cô còn tham gia một vai nhỏ trong sitcom 5 giây online và đóng một số phim hài Tết. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để Thanh Bi được chú ý nhiều. Sau khi trở thành bạn gái của Quang Lê, hot girl này liên tiếp được mời chụp ảnh quảng cáo. Cô còn lấn sân nhiều lĩnh vực hơn trong diễn xuất. Vai diễn điệp viên trong Người Phán Xử là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Trong 2 năm qua, Thanh Bi và Quang Lê có nhiều khoảnh khắc tình cảm khiến công chúng giật mình. Quang Lê không ngại chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh âu yếm, ôm eo, hôn môi hay thậm chí là đặt tay lên cơ thể bạn gái. Gần đây nhất, cả hai đã lộ ảnh trên giường làm người hâm mộ sốc vì độ nóng. Sau đó, đại diện đã lên tiếng giải thích chỉ là cảnh quay trong MV sắp tới nhưng không tiết lộ gì thêm. Sau khi lộ những bức hình này, cả hai không thường xuyên chia sẻ về ảnh tình cảm, làm rộ lên tin đồn đường ai nấy đi. Bạn gái 9X của Quang Lê cũng gây chú ý sau vai điệp viên của Người Phán Xử mới đây. Vai diễn có nhiều cảnh ăn mặc hở hang, viếng rũ Phan Hải do Việt Anh đóng. Nói về vai diễn này, Thanh Bi cho hay cô còn chiều Quang Lê hơn cả Phan Hải. Thời gian gần đây, cả hai hiếm khi chia sẻ ảnh tình cảm. Quang Lê bận rộn với lịch trình công việc dày đặc và việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam. Vào thời gian tới, nam ca sĩ sẽ trở về Việt Nam tham gia live show cùng Lệ Quyên và sẽ lên tiếng về thông tin chia tay với Thanh Bi. Xem loạt hình ảnh, khó có thể tin Quang Lê và bạn gái Thanh Bi chênh lệch nhau 14 tuổi. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thể hiện tình cảm công khai nhưng lại khiến cho người khác ngại ngùng. Gây bão dư luận không ít lần vì thị phi và hiểu lầm, Quang Lê càng chứng tỏ anh không phải là một đối thủ bình thường với bất kỳ ca sĩ cạnh tranh nào. Giọng ca trữ tình nổi tiếng nhanh nhờ chất giọng đặc biệt. Giờ đây anh thường xuyên đi về giữa hải ngoại và Việt Nam với lịch chạy show dày đặc. Cát xê của Quang Lê cũng luôn nằm trong top các ca sĩ về Việt Nam biểu diễn. Anh sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ để làm live show ở quê nhà. Ở tuổi 38, khối tài sản kết xù của Quang Lê có được ngoài công việc ca hát, còn là cát xê ghế nóng của các chương trình giải trí. Từ năm 2003 đến nay, anh phát hành nhiều CD solo, CD kết hợp với các giọng hát khác và các DVD tổng hợp bài hit gắn liền với tên tuổi. Mới đây nhất, anh được mời làm giám khảo trong bộ tứ thần tượng Bolero. Quang Lê còn gây xôn xao về đời sống tình cảm thời gian gần đây. Anh và bạn gái 9X Thanh Bi, hot girl kim diễn viên của phim Người Phán Xử, gây xôn xao dư luận bởi nhiều hình ảnh nóng. Tuy nhiên, không ít lần Quang Lê chịu thị phi vì cách phô trương sự giàu có của mình, khi là hình ảnh đăng tải đi làm bằng chiếc limousine, khi là cảnh khoe nằm trên đống tiền đô la giàu có, lúc là sở hữu chiếc mít đắt tiền hạng sang cùng các món quà vật chất fan tặng. Cũng khá nhiều lần Quang Lê phải lên tiếng giải thích việc hiểu lầm khi công chúng cho rằng anh khoe của. Sự thật, nam ca sĩ sử dụng những số tiền trong hình ảnh khoe trên trang cá nhân vào mục đích từ thiện ở miền Trung. Hay nói mới đây nhất, ảnh nhạy cảm trên giường giữa anh và bạn gái cũng được giải thích chỉ là cảnh quay trong MV ca nhạc. We'll be right back.